Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Không biết là kênh của mình thì có nhiều cặp đôi yêu nhau mà cũng có đam mê sử dụng nước hoa hay không? Và những cái mùi hương các bạn đang sử dụng để đi hẹn hò, để đi gặp gỡ, đi chơi với nhau trong mùa đông sắp tới là gì? Nếu mà nhà mình ấy, thì nhà mình sẽ lựa chọn hai sản phẩm của nhà Kilian. Một phần là vì cái chai rất là đẹp và một phần cũng vì cái mùi hương nó hợp gu với mình và người yêu mình. Đó chính là Trip to Heaven và Rolling in Love. Hai chai hoa này thì mình đã chụp một cái bức ảnh kiểu ngẫu hứng và đăng lên Facebook. Mấy anh em vào khen bảo ảnh đẹp. Mình kiểu lần đầu tiên có người sẽ khen mình ảnh đẹp ấy. Và hôm nay thì mình sẽ tranh thủ review hai mùi hương này. Xem hai mùi hương này thì nó sẽ phù hợp với cái việc là sử dụng như thế nào và đi đâu cho hợp lý. Và tranh thủ review luôn. À quên, nếu như bạn nào đang quan tâm hay là phải mua ở đâu thì các bạn có thể tham khảo cái đường link ở phía dưới mô tả của Shop Island nhá. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu ngay. Đầu tiên thì chúng ta tìm hiểu Chase to Heaven trước đi. Đàn ông mà, luôn phải là người dẫn dắt. Như cái tên thẳng tới thiên đường thì khi mà mình xịt cái mùi hương này ra thì mình đúng là mang tới một cảm giác thích thú, kiểu nó đưa cho mình tới đúng thiên đường luôn. Chase to Heaven thì mở đầu bằng cái mùi rất nồng nàn, hừng hực ngay khi các bạn xịt ra. Mà hôm nay trời đang hơi nóng, mình xin phép không xịt. Các bạn sẽ thấy mùi của rượu rum kết hợp cùng một chút hơi đắng, hơi ẩm đến từ hoắc hương và trên một cái bay gỗ cực kỳ là rõ ràng. Với combo có hoắc hương này và với gỗ thì cái hình ảnh của mình luôn hình dung ra đó là một cái căn nhà lớn ở trong rừng. Và cái căn nhà ở đây nó đậm mùi đến từ những cái thanh gỗ lớn, nó không phải nhà những cái căn nhà bê tông đâu. Ngoài trời thì đang mưa, một người đàn ông vội vã bước vào trú mưa với một cái đôi giày vẫn còn dính đất, rất là ẩm ướt. Và cái nước ở trên đôi giày đấy nó làm ẩm cái sàn gỗ. Và các bạn sẽ thấy rằng là nó có một chút earthy đến từ kiểu cỏ cây ở dẫm ở ngoài đường ấy. Và cái mùi hương này khi mà vừa mới xịt ra ấy, nó còn tạo nên một cái cảm giác như kiểu là các bạn vừa mới đi ở ngoài trời lạnh mà các bạn bước vào một căn phòng đang có điều hòa hay là đang có lò sưởi vậy. Một cảm giác rất là ấm áp. Và rồi thì người đàn ông đây thì nhâm nhi một chút rượu rum, rồi hít hà cái bầu không khí ấm áp khi mà vừa mới trải qua một cơn mưa lạnh rất là to ở bên ngoài. Và đó là cái hình ảnh cũng như là cảm nhận đầu tiên của mình khi mà mình vừa xịt cái mùi của Chase to Heaven này ra. So nó với Black Phantom hay là so nó với Angelsea thì đây là một cái mùi hương nó cực kỳ nam tính và nó có một độ cuốn hút cực mạnh đối với mình. Về sau thì Chase to Heaven nó trên da mình ấy, nó các bạn sẽ thấy rằng là cái độ ẩm ướt và hơi đắng của hoắc hương nó sẽ biến mất. Và cái gỗ thì nó vẫn nguyên vậy nhưng mà nó sẽ mềm mại hơn bởi một chút fruity và đến từ cái độ ngọt đến từ vani. Cái nét hừng hực của rượu thì nó vẫn nguyên vậy và càng ngửi thì mình càng say mê. Nếu như bạn nào mà có xịt mùi hương này ấy, mà các bạn phải thường xuyên đưa tay lên hít hít và ui phê vãi thì mình nghĩ là các bạn đang say rượu, say nước hoa thật rồi đấy. Thực ra review bay bổng là như vậy, nhưng mà với những người mới, cái combo rượu này, gỗ này, hoắc hương này thường nó sẽ mang tới một cảm giác nó hơi kiểu thuốc bắc ẩm ẩm ấy. Đấy cũng là cái cảm giác mà khi mà mình tiếp cận các đây khoảng tầm mấy năm, khi mà mình tiếp cận với những cái nốt mà có gỗ, có hoắc hương thì mình liên tưởng tới những cái mùi ở phố thuốc bắc ấy, nó na ná đến như vậy. Và chính vì cái lý do như thế nên là mùi hương này nó cần một cái độ trải nghiệm cũng như là một cái sự chững về tuổi thì các bạn mới có thể cảm nhận hết được. Nếu như các bạn không ngửi bước hoa quá là nhiều hay là các bạn chưa có một độ kiểu trải nghiệm về cuộc sống thì các bạn nhận biết được những cái nốt hương ấy nó rất là khó. Nhưng mà khi các bạn đã có một cái sự trải nghiệm rồi thì các bạn thấy là cái sự cuốn hút và các bạn tách biệt được những cái nốt hương ở trong này ra. Và với những cái yêu cầu rất là khắt khe như vậy thì cái độ tuổi phù hợp của Chase to Heaven này nó sẽ dành cho những bạn nam tầm từ 27 tuổi trở lên và theo phong thái nhất là kiểu quý ông, kiểu hơi cổ điển một chút, sang trọng và thích hưởng thụ và đặc biệt là thích rượu, thích cái nét hừng hực lúc nào cũng bừng lên của rượu. Và cái không gian mà mình nghĩ tới khi mà mình xịt cái mùi hương này đó là mình sẽ mặc những chiếc bộ suit ba mảnh này, ở trong là gilet, áo sơ mi, áo vest và khoác thêm một chiếc măng tô dài rồi đi đến một quán rượu ở Hà Nội. Đây là mình gợi ý thêm cho các bạn nhé. Đó là một cái quán rượu ở trên cái gần nhà thờ lớn trong cái ngõ rất là nhỏ, có tên là Longer Sun Summer. Và quán này nó cũng rất là private, khi mà bạn phải được sự đồng ý của chủ quán thì bạn được vào, họ có thể từ chối bạn và không tiếp bạn. Nhưng mà khi các bạn bước vào rồi các bạn thấy một cái không gian nó rất là tối, các bạn nghe thấy một cái bản nhạc ra đến từ một cái máy đĩa than,
rồi những chiếc ly ở đây được bày rất là nhiều ở trên cái quầy bar, và cái không gian ấy thường là những cái chiếc ghế da này và không gian vô cùng tối đó. Và anh chủ quán đây thì chủ yếu là sẽ pha những cái đồ uống cocktail theo ý của anh ý, hoặc là sẽ chào mừng bạn bằng một cái ly whisky hay là một cái ly rượu cô nhắc rất là mạnh. Và ở đây thì các bạn có thể ngồi nói chuyện với nhau này, hoặc là các bạn ngồi nói chuyện với những anh người bạn chỉ cốt, hoặc là kể cả những cái cô gái. Nhưng mà cái cô gái ở đây cũng phải là một cái gu nó đặc biệt, nó cũng phải là trưởng thành và thích những thứ kiểu private, thích rượu để có thể trò chuyện với nhau. Thì những bạn trẻ đây không phải là một cái nơi này cho bạn, thì đây mùi hương này cũng thế, cũng không phải dành cho những bạn trẻ. Và cái quán rượu này ấy, theo như mình biết đó là khoảng tầm 2-3 anh chung vào với nhau. Và đây là nhà người ta sửa sang lại, và người ta đã lấy đó làm nơi để có thể ngồi nhâm nhi, ngồi nói chuyện, ngồi thưởng nhạc, hút xì gà với nhau sau những giờ làm việc, chứ nó không mang cái tính chất kinh doanh là chính. Quay trở lại với chai nước hoa này, thì mùi hương này lưu trên da mình tầm 10 tiếng và nó tỏa rất tốt trong vòng 3-4 tiếng đầu. Vì thế nếu như bạn nào đang tìm cho mình một cái mùi hương nó có xu hướng kiểu cổ điển, kiểu sang trọng, lịch lãm, thì đây là mùi hương cho bạn. Nhưng phải nhớ rằng cái mùi hương này nó cần một cái độ tuổi trưởng thành, chững chạc, tầm 27 trở lên nhá. Còn nếu như trẻ hơn, nếu như thích những thứ nó vui hơn, nó ồn ào, và các bạn không thích những cái vai nó hơi hơi theo cái kiểu gọi là thuốc bắc, thì đây không phải là mùi hương cho bạn. Đó là mùi của quý ông. Vậy thì quý cô, chúng ta lại dùng gì? Rolling in Love. Đây. Nhiều người nói rằng là chai nước hoa này nó quá là an toàn, nó quá là chán, và nó không có gì đặc sắc cả. Với mình công nhận là như vậy. Nhưng mà tại sao mình vẫn cho nó lên sóng, chứ không phải là những cái mùi hương khác như là Woman Go của Killian này, Voulez-vous avec moi, hay là Good Girl Gombat này đó. Nhưng mà với mình thì Rolling Love nó vẫn là một chai nước hoa, nó mang tới cái độ nịnh mũi cũng như là một cái sự sang trọng nhất định. Bật mí với các bạn nhé, đây là chai nước hoa bán chạy nhất của Aylen trong dòng sản phẩm Killian dành cho nữ. Thì các bạn phải biết rằng là độ nịnh mũi của em nó nhà, khi các bạn xịt cái mùi hương của Rolling in Love ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái vai mùi hoa trắng kết hợp cùng với ngọt cực kỳ rõ. Hoa trắng ở đây thì mình có cảm giác nó như kiểu là nó hơi phấn hoa trắng một chút, nó không phải là cảm giác kiểu phấn bột, phấn mỹ phẩm đâu, mà là khi các bạn kiểu đưa cái mũi vào những cái bông hoa trắng ở đây như kiểu là mùi hoa huệ vậy, thì các bạn sẽ nhận thấy nó có nét đặc trưng, mùi thơm đặc trưng của hoa trắng, nó kết hợp cùng với cái vị ngọt. Và cái vị ngọt đây thì các bạn sẽ thấy là nó hơi lạ, đó là mùi hơi đắng, béo, ngọt. Cái nét đắng, béo, ngọt thì nó đến từ hạnh nhân. Nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng là hạnh nhân ở đây nó có một cái gì đó sai sai, một cái gì đó không giống với cái mùi hạnh nhân bạn đã từng ngửi hay là bạn đã từng thử qua. Mà hạnh nhân ở đây cảm giác nó bị mỏng hơn, nó bớt đắng hơn, và nó không bị đẩy đi quá ngọt. Thì ở đây trong ghi chú nó là có cái nốt hương sữa hạnh nhân. Mình nghĩ là cái việc mix sữa vào nó sẽ làm cho cái vị đắng của hạnh nhân nó giảm xuống, cũng như là không bị đẩy cái nốt ngọt đi quá là rõ. Và cái thứ hai đó là khi mà mix sữa vào ấy, thì nó sẽ kìm hãm được cái sự hiện diện quá rõ của hoa trắng, đặc biệt đó là hoa huệ. Tại vì thường hoa huệ là một cái nốt hương hoa lớn, nên là khi mix vào thì thường sẽ bị đẩy lên rất là rõ. Nhưng mà khi mà ở trong Rolling in Love ấy, thì mình nghĩ là đây là một cái sự mix và một sự blend mùi khá là hay, và nó không bị kiểu, nếu mà lên huệ nhiều quá thì đôi khi nó bị già, nhưng mà nếu mà lên cái nốt hương hạnh nhân rõ quá, ngọt quá thì nó lại bị kiểu ngọt khé. Đấy, thì khi mà mix sữa vào nó làm cho mình thực sự là ấn tượng. Về sau thì mùi hương của Rolling in Love nó không biến chuyển quá là nhiều, nên là đây có thể là cái nét mà người chơi người ta yêu cầu, và người ta thấy rằng là mùi hương nó có phần hơi nhàm chán, an toàn. Nhưng mà khi mà ở trên da mình ấy, dry down của mùi hương này, nó có một cái nét rất là hay, đó là càng ngày mùi hương càng trở nên rất là sáng, và kiểu nó hòa đồng, nó hòa khớp vào với nhau, nó như kiểu những cái bánh răng chạy vào những cái rãnh vậy. Và càng ngày về sau thì mùi hương nó càng trở nên trơn tru, càng trở nên mượt mà hơn. Thì đấy là cái nét mà mình cho vào Rolling Love, và nó xứng đáng được mình đánh giá cao hơn những chai nước hoa kia. À quên mất, về cái độ bám tỏa thì Rolling Love lưu trên da mình tầm 7-8 tiếng, tốt chứ.
lúc đầu mình xịt mà mình có nghe rất là nhiều ý kiến phàn nàn là chai nước hoa này chỉ được 4 đến 5 tiếng thôi, nhưng mình xịt mình đi tắm xong nó vẫn còn thoang thoảng ở trên da luôn nha. Đấy, mà da mình thì có thể nói là nó không phải là lưu hương quá tốt, nhưng mà khi mình xịt mùi hương này thì mình thấy là nó lưu rất là tốt chứ. Nếu như bạn nào đã sở hữu qua để bình luận về cái độ bám quả của mùi hương này á, quả hương thì cũng được tầm một cánh tay trong khoảng tầm 2 đến 3 tiếng đầu, với một cái thiết kế rất là đẹp, màu đỏ bắt mắt và một cái mùi hương như vậy, thì những bạn nữ nào mà theo cái kiểu trẻ trung này, hiện đại này, có một cái nét gợi cảm, nó không phải là quá là kiểu vồ vập, và các bạn thích những cái mùi nó vai hoa trắng ngọt, thì các bạn có thể mua Rolling in Love. Đây là chai hoa như mình nói, có thể blind buy được, và các bạn có thể sử dụng cũng khá là đa dụng. Đa dụng ở đây có nghĩa là các bạn sử dụng nhiều dịp, nhưng mà trong cái thời tiết mình nghĩ là tầm từ 27 độ trở xuống, các bạn đi làm văn phòng này, các bạn đi hẹn hò này, đấy, hay là các bạn đi tiệc, thì đây vẫn là một cái mùi hương mà mình nghĩ là sử dụng được nhiều dịp khác nhau. Nhưng mà về cái thời tiết thì mình hãy nhớ tầm từ 27 độ trở xuống là xịt ok. Vừa rồi thì mình đã review hai mùi hương mà mình và người yêu mình sẽ sử dụng trong mùa đông sắp tới. Just to Heaven dành cho một quý ông và Rolling in Love dành cho một quý cô. Nếu như bạn đã sử dụng hai mùi hương này rồi thì hãy bình luận xem là cảm nhận của các bạn như thế nào ở phía dưới để cho mọi người cùng biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên like, share và ấn nút chuông theo dõi để nhận được những cái video mới nhất nha. Bye.